là con đường trước nhà nha quý cô chú anh chị. Cái hướng này cũng đây. Cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra là con đường tỉnh lộ 2. Từ đây mà đi ra là con đường tỉnh lộ 2 thì tầm có khoảng 100 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Xung quanh bên đây thì nhà vườn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì em Hồng sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị về một cái ngôi nhà giáp với sông cái luôn nha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Hồng sẽ quay phía bên ngoài. Vào vườn, em Hùng sẽ quay chi tiết cụ thể rõ ràng cho cô chú anh chị coi. Cô chú anh chị sẽ cùng Hùng cắm cách trung tâm của thành phố Nha Trang chỉ mất tầm khoảng 25 đến 30 phút di chuyển. Chúng ta có thể di chuyển theo trục quốc lộ 27C hoặc là chúng ta sẽ đi theo con đường tỉnh lộ 2 cũng được nha quý cô chú anh chị. Rồi xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo Hùng cùng khám phá về phía nhà vườn này nha. Xin mời cô chú anh chị. Đây hiện tại ở trong vườn đây nha anh chị. Đó. Phía bên này bác của mình đã vào với B40 này anh chị này. Nha. Đó. Thấp mình đây thì hiện tại đang trồng chuối như là anh chị, trồng chuối. Đó, phía sau mình đây là dốc sông cái này anh chị này, đó dốc sông cái này, đó anh chị thấy không? Đó, đây, đó sang sông cái của mình, đó, đây trồng mít, trồng bưởi, trồng na nhiều lắm anh chị, đó, đây, đây, đó, đây anh chị, đó. Như Hùng chia sẻ thì tổng diện tích của lô đất mình nó là 1.500 m2. Anh chị 1.500 m2 nha, trong đó có xã là 200 m đất thổ cư anh chị nha. Đây là phía sau sau vườn của mình đó, rất là thích hợp trồng anh chị này. Cây trái này có đu đủ này, rồi có chuối này, rồi có xoài này, này có tiêu này. Đó, rồi đầy đủ hết anh chị. Ở dưới B40 này đây là có cái nhà cấp 4, nhà 3 gian cấp 4 xưa anh chị ha. Rất là thích hợp nếu như mà anh chị nào mà thích làm nhà vườn thì đây là sự lựa chọn thích hợp dành cho anh chị luôn nha. Đây, đó. Anh chị mua vào có thể chơi. Xung quanh đây có rất nhiều những cái nhà vườn đẹp nè anh chị này, đó. Đó, đây có cái nhà bà gian xưa của mình anh chị này, đó. Đây. Đây, đó. Cái mai này có cái mai này tết trong là nó đẹp anh chị, mai nó là phía bên hông nhà của mình này, cây cối đầy đủ hết. Bên mình đây thì có rất là nhiều những cái nhà đẹp, nhà vườn đẹp. Lát nữa thì em Hùng sẽ quay từ cái nhà của mình quay trở lại trục đường tỉnh lộ 2 cho anh chị coi đường xá đi lại rất là đẹp anh chị. Đây đó, đây đường bê tông hết. Lát nữa thì Hùng sẽ quay ra lại đường cho anh chị coi nha anh chị.